bán đúng cái mini game. Lần này mình sẽ ăn con đun dừa và mình sẽ ra một cái game mới cho các bạn nha. Bạn Nhân Ngư của mình đó thử thách mình là ăn đun dừa, chỉ là thử thách ăn đun dừa thôi nha bạn, còn ăn bao nhiêu con thì bạn không nói, nên là mình sẽ ăn gian một chút, mình sẽ ăn chắc chừng 1-2 con thôi, tại vì lần này mình mua con đun dừa không biết làm sao mà mình mua trúng cái con nó bự quá mọi người, nó bự kinh khủng khiếp, nó bự mà mình nhìn thôi mình đã sợ rồi thì lấy đâu mà mình ăn. Mọi người có thể thấy nó bự bằng ngón tay cái mình luôn đó mọi người, ghê chưa. Con này á, mình đã để nó từ hôm qua tới giờ, mình không phải mình nuôi nó đâu, mà mình để một phần á là để cho nó ốm bớt, nó nhỏ lại, một phần á là để mình suy nghĩ xem là mình sẽ ăn bao nhiêu con trong cái video ngày hôm nay. Và cuối cùng thì mình đã quyết định mình ăn 2 con thôi. Mình đã rửa nó sạch rồi đó. Con này hình như là nó có thay vỏ đó mọi người. Mình để từ đêm qua tới giờ thì nó, mình thấy có một cái vỏ của nó ở trong cái thau, chả biết con nào đã lột vỏ rồi. Bây giờ mình sẽ ăn nó với lại một ít nước mắm và ớt nha. Ở đây mình có chuẩn bị một cái chén rượu, thì mình sẽ tắm rượu nó cho nó say say sưa đi, để mình có thể ăn nó một cách ngon lành và dễ dàng hơn. Nói chung là mình làm cho nó bất tỉnh, mình gây tê nó đã. Mời mọi người, và hy vọng là bạn Nhân Ngư sẽ hài lòng khi xem video này nha không. New game của mình ngày hôm nay là đun dừa này có giá tiền là bao nhiêu một con, và hết cái chỗ này thì có bao nhiêu con. Mời mọi người đoán nha. Bây giờ mình sẽ ăn đây. Trời ơi, mình xào qua xào lại, mình xào khô nó trên này nè. Không có dầu mỡ, không có lửa gì hết á, bắt đầu nó co lại nè, nó mập mứt cái ghê chưa. Ôi trời ơi. Lửa. Có mấy con này hình như sắp xỉu hả? Sao lần này ăn mà nổi da gà quá mọi người. Trời, thằng cháu của Trúc á, nó mới có 5 tuổi thôi, thằng Khánh á, nó bốc lên luôn á trời, nó không có sợ, mà nó còn nó dễ thương quá nữa chứ. Nó khoái lắm, trời ơi. Mình nhìn thấy mấy con này mình sợ. Ăn thì nó ngon thiệt, mọi người đã từng ăn rồi. Và lần trước ăn với 20 mấy con, ăn xong bị dị ứng, ngứa toàn thân luôn. Bây giờ thật sự là có một chút sợ hãi. Cố lên chút. Không gấp nó được luôn á. Con này nó bự quá, nó dễ dụa dễ sợ luôn. Gấp ở giữa cái mình á thì một lát là nó sẽ cắn mình. Còn gấp ở cái đầu á thì gấp không được. Mời mọi người nhé. À, mình sẽ tắm rượu nó. Mình sẽ cho mọi người coi mình tắm rượu nó nha. Hy vọng là sẽ xỉn. Hình như có hiệu quả mọi người. Hình như con này nó không khoái bơi trong rượu bằng bơi trong nước mắm. Rồi sau khi đã uống rượu no say rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ nó vào trong nước mắm. Bỏ vô nước mắm im re luôn mọi người. À, ngon quậy được kìa, ngon quậy được kìa. Rồi sau khi chị uống nước mắm rồi xong rồi cái mình ăn chị. Sắp xỉu rồi, sắp xỉu rồi. Chưa chịu xỉu nữa trời. À, văng từ lưa là hôi nước mắm lắm nha cưng. Mời mọi người. Nó còn cắn cây đũa nè mọi người. Mình phải nhờ dụng cụ hỗ trợ là mình sẽ xỏ cái đầu đó. Đó, nó cắn cái cây nè mọi người thấy không. Mình phải xiên vậy nè, em xỉu rồi mình mới dám ăn. Mời mọi người nha. Cái răng bà này mà bà kẹp trúng cái môi mình cái là xỉu luôn á.
ăn được con hả mọi người? Mình nhắc lại với mọi người về cái mùi vị của con này, đó là nó cực kỳ béo và nó cực kỳ thơm dừa. Nó rất là dễ ăn, không khó mọi người. Cái khó là cái giai đoạn mà mọi người bỏ nó vào trong miệng á. Trước khi nó đã vào miệng rồi mọi người nhai thì mọi người sẽ cảm thấy nó rất là ngon, rất là thơm. Chúng ta có thể bỏ cái lớp da, bởi vì nhai nó khá là dai. Nó dai dai như miếng tàu hủ ki mà mọi người trụng nước sôi á. Giờ mình sẽ ăn tiếp một con nữa nha. Mọi người hãy nhớ mini game của mình nha, là có bao nhiêu con đun dừa và giá của con đun dừa này là bao nhiêu một con. Ai mà comment sớm nhất và đúng nhất thì lại tiếp tục ra thử thách cho Chúc. Trời ơi, có cái bà cái báo quằn quại thấy ghê không, thấy ghê không? Bây giờ mình sẽ ăn một em nữa, tắm rượu mấy em. Con này á mà mình để lâu quá mọi người, nó sẽ biến thành con bọ. Quá trình tiến hóa của nó thì sau khi nó là con ấu trùng này thì nó sẽ thành một con bọ cánh cứng. Mà nhìn con bọ nó cũng ghê lắm. Mọi người có thể tra Google để mọi người tìm hiểu hơn, kỹ hơn về cái quá trình tiến hóa của em đun dừa nha. Rồi, mình vớt em ra. Ê, đi vô. Trời. Bò mà rớt lên người tôi chắc tôi xỉu. Không xỏ được cái da thì dai đó, mình sẽ xắt mình ăn luôn. Chấm nước mắm. Thun lại. Bắt co lại còn có chút chiếu à trời. Cố lên. Chưa bao giờ ăn một cái món gì mà phải cân mình lên như vậy hết. Mình sẽ ngưng video ở đây. Và phần đun dừa này mình sẽ mời các bạn. Mọi người hãy đếm cho kỹ nha. Bao nhiêu con? Và giá của con đun dừa này là bao nhiêu? Bây giờ thì Chúc xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Cảm ơn bạn Nhân Ngư đã thử thách mình ăn món này. Một cái món rất là thú vị và cũng rất là đáng sợ. Cảm ơn bạn và hy vọng bạn cũng tham gia mini game lần sau nhé. Bye bye mọi người.